Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Sơn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của chúng tôi thì các bạn nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông để mỗi lần mà chúng tôi update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, sân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Việt Nam đấu Ả Rập thống nhất, thầy Park đón tin cực vui từ đối thủ. Việt Nam vẫn có thể mất huấn luyện viên Park Hang-seo vì điều khoản hợp đồng bất ngờ này. Phản ứng bất ngờ từ fan Hàn Quốc khi thầy Park ký hợp đồng khủng với Việt Nam. Xin thua sát nút đội bóng hàng dưới ngày công phượng đá chính. FIFA có hành động không thể tin được đối với Quang Hải. Lộ lý do cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai JMG không được phù thủy trắng điền tên vào U19 Việt Nam. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam đấu ở Rập Thống Nhất, thầy Park đón tin cực vui từ đối thủ. Mới đây, huấn luyện viên Van Magwit đã công bố danh sách 24 cầu thủ Ả Rập Thống Nhất tham dự trận đấu với Việt Nam vào ngày 14 tháng 11 tới đây. So với thất bại trước Thái Lan, huấn luyện viên người Hà Lan đã gọi bổ sung hậu vệ cánh trái đó là Yusuf Jabi, người đang thi đấu rất ấn tượng tại câu lạc bộ Sabab Ali ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Thống Nhất. Cùng với đó là tiền vệ 28 tuổi Habib Al-Fajan, Tuy nhiên ở trận đấu sắp tới với Việt Nam, đội hình của Ả Rập thống nhất thiếu vắng tiền đạo số 1 đó là Ali Makhau do đã nhận đủ hai thẻ vàng. Sự thiếu vắng của Ali Makhau khiến cho huấn luyện viên Van Marwijk đang rất đau đầu với bài toán nhân sự trên hàng công. Bên cạnh đó, đội tuyển Ả Rập thống nhất cũng không có được sự phục vụ của hai tiền vệ quan trọng đó là Ahmed Baman và Khali Ibrahim vì chấn thương. Ngoài những sự vắng mặt đáng tiếc kể trên, đội tuyển Ả Rập Thống Nhất vẫn còn những cái tên đáng chú ý khác như tiền vệ Omar Abdul Rahman hay tiền đạo Ahmed Khali được biết đội bóng Tây Á sẽ tập trung vào thứ sáu tức là ngày mùng 8 tháng 11 tới đây, sau khi vòng đấu thứ bảy giải vô địch quốc gia Ả Rập thống nhất kết thúc. Họ sẽ di chuyển sang Bangkok và sẽ có chuyến tập huấn 4 ngày tại đây trước khi bay sang Hà Nội để làm khách trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việt Nam vẫn có thể mất huấn luyện viên Park Hang-seo vì điều khoản hợp đồng bất ngờ này. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên có một điều khoản cho phép hai bên dừng hợp tác sau 2 năm nếu muốn. Tin vui đã đến với bóng đá Việt Nam khi huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý gia hạn hợp đồng trong thời hạn 3 năm. Sau những chuỗi ngày dài đàm phán, cuối cùng hai bên đã thống nhất được mục tiêu phát triển và các điều khoản trong bản hợp đồng mới. Chi tiết về bản hợp đồng mới chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo một số nguồn tin, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ nhận được mức lương khoảng 50.000 USD trên một tháng sau thuế. Ông được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng bao gồm việc đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam lọt vào top 10 đội bóng mạnh nhất châu Á, hiện đang đứng top 15. Đội U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo năm 2020, giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 năm 2021 tại sân nhà. Đội tuyển Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup năm 2020 và AFF Cup năm 2022, trở thành một trong 12 đội xuất sắc nhất châu Á ở vòng loại World Cup năm 2022. Bên cạnh đó, trong bản hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo còn có một điều khoản tương đối đặc biệt đó là sau 2 năm, hai bên có thể xem xét lại để điều chỉnh hợp đồng tùy vào những thành tích đã đạt được ở thời điểm đó. Trong trường hợp những chỉ tiêu mà VFF giao phó cho HLV Park Hang Seo đều hoàn thành, nhà cầm quân 60 tuổi hoàn toàn có thể yêu cầu một mức lương khủng hơn hoặc vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có thể chấm dứt sớm hợp đồng nếu cảm thấy không hạnh phúc. Ngược lại, VFF cũng có thể tái đàm phán với HLV Park Hang Seo nếu như mục tiêu đề ra không đi đúng hướng. Mức lương hiện tại mà VFF chi trả cho huấn luyện viên Park Hang-seo đang là mức lương kỷ lục chưa từng có dành cho một huấn luyện viên tại Việt Nam. Đó là thành quả xứng đáng sau những gì nhà cầm quân 60 tuổi mang lại cho bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ, đối với ông tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến bản hợp đồng mới, thay vào đó ông muốn xác định rõ ràng mục tiêu và phương hướng phát triển cho bóng đá Việt Nam. Phản ứng bất ngờ từ fan Hàn Quốc khi thấy Park ký hợp đồng khủng với Việt Nam. Người hâm mộ Hàn Quốc đang tranh luận rất sôi nổi xung quanh việc huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với VFF. Trước thông tin này, đa phần người hâm mộ xứ Kim Chi đều gửi lời chúc mừng cho ông thầy đồng hương. Tuy nhiên cũng có nhiều fan Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối và cay đắng vì nhiều huấn luyện viên tài năng của nước nhà xuất ngoại. Đây là vấn đề lớn của liên đoàn dẫn tới nhiều tài năng xuất ngoại. Việc để mất những huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm ảnh hưởng tới nền bóng đá nước nhà. Kế hoạch đào tạo chiến lược phát triển của chúng ta bị thất thoát. Tôi không thích Hitting, ông ta là cái gì chứ? Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cần phải cải tổ, xóa bỏ những thứ mục nát đi, một fan Hàn Quốc đã lên tiếng như vậy. Một vấn đề chưa được công bố đấy là mức lương chính thức của huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi vậy cũng khiến người hâm mộ xứ Kim Chi thắc mắc. Có người đặt ra câu hỏi là 25.000 USD trên một tháng à, hay có lẽ ít nhất cũng là 50.000 USD trên một tháng. 17 năm trước khi huấn luyện viên Wood Hitting dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, ông ấy nhận mức lương gần 2 tỷ won trên một năm, khoảng 1 720.000 USD. Mức lương dưới 300 triệu won trên một năm, khoảng 250.000 USD của huấn luyện viên Park Hang-seo là quá kém. Vẫn biết nền kinh tế của Việt Nam thua xa Hàn Quốc, nhưng nhìn vào các thành tích của ông ấy thì mức lương cũng nên tối thiểu ở khoảng 1 tỷ đồng trên một tháng, khoảng 43.000 USD. Huấn luyện viên Hiddink và Park Hang-seo đều không quá nổi tiếng khi còn là cầu thủ, nhưng sau đó họ nở rộ với vai trò huấn luyện viên. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo còn nâng cao vị thế của Hàn Quốc tại Việt Nam khi là một nhà ngoại giao xuất sắc, một fan Hàn Quốc bình luận. Một vấn đề khác người hâm mộ Hàn Quốc lo lắng đấy là công tác quản lý bóng đá ở Việt Nam. Như trước đó huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng than phiền về việc ông ấy cảm thấy quá tải do phải ôm quá nhiều công việc. Là con người tình cảm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giữ vững lòng trung thành, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng tôi lo lắng về một mặt đáng xấu hổ của bóng đá Việt Nam, đấy là khâu quản lý. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần cải tổ khâu quản lý khi họ đang có một lứa cầu thủ phát triển mạnh mẽ nhiều năm qua. Ngoài những lo lắng trên là không ít lời chúc mừng từ người hâm mộ Hàn Quốc dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoan nghênh quyết định ở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo và chúc ông may mắn. Ông sẽ thắng Thái Lan ở trận đấu tới với tỷ số 3-0 rồi vào được vòng chung kết World Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Xin Chu đần thua sát nút đội hàng dưới ngày công phượng đá chính. Để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị ít được ra sân, câu lạc bộ Xin Chu đần đã tổ chức trận đấu giao hữu với đội bóng hàng dưới Oleven. Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Việt Nam đã được thi đấu ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một cầu thủ khác cũng tìm được chủ đứng tại Sinchuden đó là Lee seong Hu cũng có tên trong đội hình xuất phát. Ngoài ra, một số cái tên khác từng ra sân ở giải vô địch quốc gia Bỉ mùa này như là Wensen, Dukin, Ito, Kolido cũng được ra sân. Tuy được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng của Công Phượng không thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp của mình. Các cầu thủ vì không được thi đấu thường xuyên nên phong độ và cảm giác bóng không đạt được trạng thái tốt nhất. Ở trận đấu này, Công Phượng được thi đấu 73 phút trước khi bị thay thế bởi Masudi. Trong những phút có mặt trên sân, tiền đạo của Việt Nam đã không thể hiện được quá nhiều điều do ít được thi đấu nên khả năng phối hợp của Công Phượng với các đồng đội là không tốt. Kết quả cuối cùng, Shin Chudan chịu thua 1-2 trước Oliven. Pha lập công duy nhất của Shin Chudan thuộc về tiền vệ 19 tuổi người Mỹ Dukin. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Công Phượng được ra sân thi đấu tại Bỉ. Trước đó, tiền đạo Việt Nam đã ra sân trong trận thua 1-6 của U21 Shin Chu Dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đối với Công Phượng lại cực kỳ quan trọng. Hy vọng Công Phượng sẽ có những bước chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo trước khi trở về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. FIFA có hành động không thể tin được đối với Quang Hải. Website của FIFA đã ghi rằng Quang Hải phải nhận thẻ vàng ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia hôm 10 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên trên thực tế Đoàn Văn Hậu mới là người phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút thứ 59 của trận đấu. Truyền thông Việt Nam và thậm chí cả Thái Lan trong mấy ngày qua đều cho rằng Quang Hải đã dính phải một thẻ vàng ở trận đấu gặp Malaysia. Nếu phải nhận thêm một thẻ vàng ở trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Thống Nhất vào ngày 14 tháng 11 tới đây, rất có thể tiền vệ mang áo số 19 của đội tuyển Việt Nam sẽ phải vắng mặt ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan diễn ra 5 ngày sau đó. Ngoài Quang Hải thì Duy Mạnh, Trọng Hoàng lẫn huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang có nguy cơ tương tự. Đáng chú ý website của FIFA khi thống kê về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia cũng đều ghi rằng Quang Hải bị phạt thẻ vàng ở phút thứ 59. Tuy nhiên, trên thực tế đây là một nhầm lẫn bởi ở trận gặp Malaysia, người bị phạt thẻ vàng ở phút thứ 59 là Đoàn Văn Hậu chứ không phải Quang Hải. Đó là pha bóng mà Văn Hậu đã phạm lỗi với cầu thủ Malaysia và trọng tài lập tức rút thẻ vàng với hậu vệ người Thái Bình. Như vậy, Quang Hải hoàn toàn không có nguy cơ phải vắng mặt ở trận đấu gặp Thái Lan nếu như chỉ phải nhận thêm một thẻ vàng ở trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập thống nhất. Ở ba lượt trận của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Quang Hải góp công rất lớn để giúp đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ hai bảng G với 7 điểm, bằng điểm với Thái Lan nhưng thua về chỉ số phụ. Quang Hải là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu gặp đội tuyển Malaysia để mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ở hai trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập thống nhất và Thái Lan sắp tới, Quang Hải tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ và may mắn cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng đấu này. Tuy nhiên, dù thẻ vàng đã được trả lại đúng chủ nhân đó là Đoàn Văn Hậu, nhưng hậu vệ cánh sinh năm 1999 cũng là một trong những trụ cột và là quân bài chiến lược trong đội hình của đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn hy vọng Văn Hậu sẽ không phải dính thẻ để mất quyền ra sân ở trận đấu gặp Thái Lan sắp tới. Lộ lý do cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai JMG không được phù thủy thắng điền tên vào U19 Việt Nam. U19 Việt Nam đã có sự chuyển biến quan trọng dưới thời huấn luyện viên Philip Jose. Nhờ vậy đội tuyển U19 Việt Nam đang rất tự tin hướng đến vòng loại U19 châu Á diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, huấn luyện viên người Pháp đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại, trong đó đáng chú ý chỉ có duy nhất Nguyễn Thanh Khôi là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai duy nhất góp tên. Lý giải cho nguyên nhân này, ông Philip Joseph đã chia sẻ trên On Sport. Khi tôi triệu tập các cầu thủ ở đợt tập trung đầu tiên để kiểm tra thì ở thời điểm đó câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa các cầu thủ của họ đi tập huấn và thi đấu ở Hà Lan trong một tháng. Đồng thời nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu ở vòng chung kết U21 quốc gia. Với tôi đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Vì tôi biết rằng đó là quyền lợi của câu lạc bộ và quyền lợi của liên đoàn, họ phải làm việc cùng nhau. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.